Đây đây bà chủ tàu này nha. Đó. Chủ chiếc tàu này nè. Chủ chiếc tàu này đó. Chủ hôm nay thôi. Hôm nay Đoàn Hương đã tới Naples Canal in Long Beach. Giờ này chắc có lẽ cũng còn sớm quá phải không? Hình như mất một chữ. Ừ, mất chữ joy. Joy to the world. Đây là toàn cảnh của một cái nhánh ở Naples Canal in Long Beach.
tree has to down. The Christmas bear thời COVID. Mở cái trong nhà cái đống luôn nữa kìa. Hai đoàn hương. Hai. Em đi đâu đó, em đâu đi đâu xa đó. Cô đèn. Cô đèn. Em đi cô đèn em. Ừ, trong hẻm kia cũng sớm hết kìa. Đi thử nào. Một chùm đèn đỏ. Có cái cây ấy muốn lấy không? Cái gì? Cái mà để quay mình quay dáng đi được hả? Anh quay thì không có việc nhiều, sợ anh quay. Ừ, em quay. Đúng không? Đúng vậy không? Đúng. Giỏi. I like the ones that pop the cloth.
gió nó về đấy. Gió nó về đấy. Nhưng mà tại vì mình ngồi trong xe mình không có feel được thôi. Well, the thing where I'm going is I go for comfort. Là Naples Canals về đêm này nha các bạn. Ngay mùa Christmas tất cả, hình như tất cả các nhà đều lên đèn. Đoàn Hương thích nhất là cái cảnh này. Happy. Giống như những con kênh nhỏ ở Việt Nam mình phải không?
kinh như là ở ngoài chợ mình đi vô trong kinh 10, kinh 9 rồi đại khái là giống giống vậy. Thiếu những cái ngôi nhà có vách đất rồi vậy thôi. Thấy không? Ở đây thì nó khang trang hơn. Gơm thôi. Nhà cửa nó không gơm có rồi. Ừ, nó không có sụp sệ. Nó không có tự cắt lên, nhà là phải có quy hoạch đàng hoàng. Nhà ở đây là phải cắt theo cái ấy của chính phủ. Bởi vì đâu ra đó, nó nề nếp. Phải có plan, phải có xin phép của city mình làm cho nó giống nhau hết. Ok, tiếp tục cuộc hành trình. Là mình hơn đấy. Có nghĩa là nếu mình cướng thì mình phải chạy với nhiều cái hãm. Chỗ này trống mấy giờ thôi. Sáng sủa nha. They threw it. There's just a hook up there. And he says, oh, I want to do this project. And they start up. Where are they going?
Chào nó, chào, chào. Cái này cũng như là giống như SFI luôn ha. Ngay cái mùa dịch mà người ta cũng chịu trang trí gì cũng đỡ ha, cũng chứ tưởng tượng cho ví dụ nhà nào cũng đem thui cho mình ha, nó mất đi cái không khí của mùa Giáng sinh mất đi. You are my true love, give to me. Quay lại chụp hình được không? Good message, good message for the Christmas season. Chụp hình đó đó. À, selfie hả? Để anh coi kỹ đi.
này cũng công phu lắm đấy, bỏ ra đây. Thì gói lên nhìn nhé, nấu này kia nó cò này này kia. Ok, thế nha. Đây là sao kia. Đây là Thousand Bird House. Ở đây đó nó làm màn ha, nhìn xuyên vô trong luôn, nhìn đẹp quá ha. Phải không? Ừ. Nhìn rất là sang. Phòng khách rồi này kia. Cái này đẹp không hả? Đã chung là thử khuy cái thịt xe chả có. Quế? Bốn lúc.
Mua nhà đi, mua nhà này được ngày trống rồi. Nhà này chắc bán không? Mua tết ngang một dịp nữa. Ghét, ngồi, đẹp. Let's do another one at the art.
I know, it's so cute. Oh my God. Oh, this is the orchestra. Right? Yeah. Oh, it's like Big Bird playing on the drums along with the there's a set of drums on the right. Oh, well, that's hey, computer out of that.
stop. Yeah, Savannah, come here. Oh, yeah. They're pedals. They're paddles. Look at those. There's a lot of lights.
Look at that. Who are those characters? Do you want to see? I know, it just keeps going and going and going. They have like... Whoa, babe, look, it's Brian's hill. Oh, shoot, you're right. You know, this could have been perfect for the girl probably had. Nhìn cái khu hình ảnh mình đánh bên kia đó, bây giờ nhìn nó đẹp lắm.
Merry Christmas. Why can't I have a new present? That's ridiculous.